ok, thích ăn thì đi ăn rồi. Đúng mấy người. Ui, ôi, ăn cái canh sợ người chứ cả nhà. Có này ông này chắc ông này kêu nữa mất rồi. Ăn ăn đi ăn đi đi. Chào cả nhà yêu. Hôm nay biển này dẫn một ông khách đi ăn thịt dê. Tiết canh dê, đi thử gọi thưởng thức tiết canh dê. Thế là trên đó là bác Thành ngày xưa cũng hay ra đây nhỉ? Không, bây giờ thì ăn cái nào thì chấm cả nhà này, đây là tiết canh dê. Bố anh em hai bát với lại chủ quán đang làm một đĩa tái chanh nữa rồi. Đây là ăn tiết canh dê cho lạ. Tuyệt vời chưa? Đây là mới anh em làm hai bát này. Và mình gọi để luôn đây là ăn luôn, tí nữa khách vào là hết. Muốn đang làm một đĩa tái chanh nữa. Dê tái. Đang chờ rượu. Rau thơm. Menu họ để luôn ở dưới cái bàn kính này. Dưới luôn cái bàn kính. Nào, mời bác. Chào mời bác. Chào buổi sáng. Wow. Nắp bác kia. Vâng. 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 Đây là ông chủ quán đấy cả nhà. Tiên này mới đi nhà này. Thôi, tận tiết canh anh ơi. Anh em mình ăn cái này trước. Anh có ăn hạt tiêu hạt tiết gì không? Rồi. Đấy, rắn chưa? Úi, tuyệt vời ông ngoài trời ạ. Được không? Tiết canh gì? Tuyệt vời ngoài. Anh em này đi đánh xa vùng, đánh bắt xa vùng. Đánh bắt xa vùng lắm. Đấy là cái biển tiết canh dê cả nhà. À, cái dê đấy. Anh không ăn tiểu ớt à? Cái này anh... Còn chú Nguyễn ăn thế nào hả? Tôi ăn thịt ngon hơn cá. Mời cá. Ớt, bắt chanh. Nhâm vài giọt. Có hẳn. Mời cả nhà nhé. Tiết canh dê. À, các bạn có bát rồi. À, các bác ăn thôi. Đậm cứng luôn. Gây gù nhỉ. Gây gù dê. Nào chạm mình đã ăn cứ thói tiết canh dê đấy cả nhà. Uống ui khổ rồi. Uống thì không uống à, cứ thế, cứ sắn rồi thói đã hết cục bát rồi, ăn đâu ăn nhanh như thế, nhâm nhi chờ tái dây ra là vừa. Wow, nắc ấy, ngon lắm cả nhà. Biển không vào. À, đây cả nhà ông lại chơi bát thứ hai, nghi ông này ông lại phải kêu bát nữa mất rồi, chết người không đấy. Nhằng cái ông này ông ăn rồi. Ông ăn tiết canh cái gì kiểu là ngỗng ăn rau xà lách, xả quá. Thế biết món này. Biết rồi này, nãy lần sau là cứ tự đến là ok. Thích ăn thì ăn rồi. Mấy người
tôi ăn tiết canh sợ người chứ cả nhà. Có này ông này chắc ông này kêu nữa mất rồi. Ăn là gì là để dè. Có ngày này chúng tôi nghĩ hòa với quý tốt nhìn gương mẹ tối nó cũng là không bị chú đi anh chú đi anh đây. Hết rồi lại sẵn đây ầm sướng chứ. Để đến được đây em ăn cũng bác ăn hết của em mất. Để bác đã trừ hai bát rồi đấy à, cả nhà. Mời cả nhà nha, tiết canh dê cùng. Hôm nay đại ca dẫn đại ca này đi ăn tiết canh dê. Biển bắt đầu sang bát thứ hai. Đấy. Mời anh em hai bát này. Còn ông này ông đã chơi hai bát còn miếng chót ông rồi. Ăn như thuồng luồng thì chết rồi. Đấy. Mới ăn nữa gọi. Gọi bán nữa nha. Cái cháu cho bát tiếp đây cho ông này cái. À đây rồi, dê tái dê ra đây rồi. Tái dê. Cho bát tiếp nữa cho để cho bác ăn nhá. Đấy quá. Đấy, cả nhà này. Dê tái đấy. Rồi bỏ cái đống bát này ra chỗ này. Này cả nhà, tái dê đây. Ông làm nhọn cái ông chơi hết hai bát tiết rồi gọi bát nữa ấy, cả nhà nhẹ nhàng nhưng không ngon. Đây là rau ăn kèm với tái. Cho một bát thôi. Hôm nay ông tí nữa ông lại còn bát nữa ông. Lần đầu tiên đâu ông ăn tiết canh dê cho nó ông tẹt vô đi. Đều lắm rồi cả nhà. Đấy, thôi anh em ăn thế này đâu là lo đấy nhá, không đừng có gọi cái gì nữa đấy. Thôi ăn thế thôi, ăn cái gì ăn hết làm sao được. Ông cứ no bụng đói con mắt, cứ cho tí nước chấm này. Trên nước chấm này. Tái dê cả nhà. Rồi lại chào mừng đĩa tái dê nhỉ, chăm nhá. Chăm chào mừng đĩa tái dê. Wow. Cả nhà ông lại chơi bát nữa đây này, ông anh mình cũng lại chơi bát nữa này, thế nào ông một mình ông là ba bát tiết canh này, gọi ba bát tiết canh mà gọi một cái tái dê này ông được kêu tí này phải gọi nữa, không biết ông ăn cái kiểu gì đấy. Đấy, dê tái tương gừng. Ăn vào đến tối nó mới phừng phừng chết em. À, anh ơi dê tái tương gừng tối về nó mới phừng phừng chết em. Thôi ăn tiết xong hàng ngàn gì anh ăn được riêng nhất ăn được nữa là ăn nữa không có gì quấn đấy cây nhà đấy. Mỗi ná một tí rau thơm rau thúng cho vào đây ná có gì thế này. Để chọn cả ná này các bạn này. Đấy. Gấp ba bốn miếng vào cuộn vào ăn ông sướng rồi. Từ từ mình thấy. Ôi. Ăn mà nghe khí bình minh quả giá. À, chấm với tương. Ầm đi, ăn làm hớp rượu đi. Anh đánh ra rồi ngạt đi. Làm hớp rượu xong nào hãm hớp rượu xem đi. Đây nhỉ. Đu đất ra mồm cắn làm gì nữa, ăn uống là hoang dã bụi bặm sướng. Được không? Còn chưa? Ngon. Ông ấy văn thơ nhiều lắm. Thôi bắt đầu nào. Mình cái này là ba tiếng này nè. Người phải nói phải vui vẻ. Quan trọng nhất là trí tuệ một tí. Nào, bác. Người phải khôn.
thật thà thương cảm trí tuệ trí thông minh. Wow, mình lại phá bát cái canh này. Đấy, ớt cái canh ớt nạc các kiểu con đà điểu ăn ăn sứ bé cả nhà, nhưng mình đây tính mình cánh mình ăn cái phải sứ to là mới đã. Với hệ thống buổi sáng là chào kiểu mới, chào buổi sáng kiểu mới bền đẹp tất kể gia đình công cha như núi thái dương nhiễm mẹ trong nước trong nguồn kể nhà. Người về côn ăn nói nửa chừng, người dạy ăn nói người ấn mừng nó no. Bởi vì cái rối loạn thì sao bằng cái đó đúng không, đào tạo nhân tài chứ được quá hay ổn không. Không, nói cách cách dám ý giảm nhưng mà vì dân và toàn dân. Uống 50 rồi. Lấy chân làm đâu. Nhiều khi phải dựa vào hệ thống phát hành nhiều ý. Nhưng mà nhân triệu thì từ cho đúng nhau pháp luật. Đấy là gì? Ông Đỗ Văn Nghè thế ạ? Ông Đỗ Văn Nghè vậy. Nghè đi ạ. Nghè nghe... rau thơm, lá, sung. Bao gồm tổng trong những ngày biển ăn này, ớt, sung, rau thơm các loại. Bởi vì tôi trước kia... Ở nhà còn miếng này nữa, làm nốt. Xong là để chuyển món món tái, thế là xong. Ai gọi đấy? Ai gọi đấy? Mua chứ không phải cứ biển à? Tái dê cả nhà, mời cả nhà ăn tái dê biển nha. Đấy, mình ăn hết tiết canh rồi, ăn tái dê đây. Chấm với tương bạn. Các loại rau sống mình cứ cơm rau ngọt. Thế là vui nào đấy rồi. Thế là cứ nói thật rồi nói thật là thì ngọt. Cơm dẻo cây ngọt. Mình quấn cái này cũng sành điệu phết đấy cả nhà, trong các loại rau. Như là đặt mã cô. Wow, mình cũng video cũng dài, mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip nha. Nếu thấy hay đăng ký ủng hộ cho biển nha. Cảm ơn rất nhiều. Ừ, xin chào cả ba nhà.